Sơ đen quay cận cảnh một con cọp đỏ nha anh chị, chữa gần 7 tháng anh chị đó, 6 tháng rưỡi à, chữa ba bên anh chị, chữa lứa hai anh chị đó, chân trụ móng sòn anh chị, mặt mũi đẹp anh chị đó, bò tướng dài đòn lắm anh chị ơi, đó cao trên mét ba anh chị mới đó, đó thùng lớn anh chị đó. Bò này tướng tá dài đòn anh chị ơi, bò này tắm rửa ăn uống đồ là sạch sẽ, làm bò này ngon lành lắm anh chị ơi. Bò này cũng hơi thiếu nuôi, cũng hơi gân bò xíu anh chị đó, đó chân móng sò đó anh chị ơi, tướng hình ngon lành đó, dài đòn đó. Bò này đuôi nó hơi ít lông đuôi anh chị, nó cổ hơi bị chày lý do cọ cây rống nha anh chị đó. Bò này gì mình cưng cho ăn đầy đủ, thằng bò này đẹp lắm anh chị, giá rất hợp lý luôn, 34 triệu anh chị. Anh chị thích cứ liên hệ số Zalo em để trên màn hình đó, cặp chữa nha anh chị 34 triệu, chị thấy thích cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình đó, thùng lớn đòn dài đó. Đó không phải xà mâu anh chị, này cọ cây rống anh chị đó,